Chào mừng các bạn đến với kênh Thằng Bài Minh Trí. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến về một trận đấu giữa hai con bài quỷ. Cả hai đều sử dụng những deck của quỷ nha các bạn. Một cuộc chiến rất thú vị. Nhân vật chủ kỳ đã ấp xuống các bài hai con bài Nữ Vương Bạch Cốt. Bên kia Valentine ấp xuống hai con bài Thiên Trắng. Cả hai đều đang phòng ngự. Trí hồi Mega Ảnh Đế. Bây giờ đến lượt Mai Văn Thai ấp xuống những con bạch quỷ. Những con bạch quỷ đầu tiên đã được đẩy xuống mồ. Như vậy là một bên là sử dụng Dead quỷ cộng Monad, còn một bên là sử dụng quỷ cộng với thân lửa. Một cuộc chạm trán thú vị các bạn. Một cuộc đồng đồ giữa hai con bài quỷ vương. Đây là một tình huống rất lạ. Sau khi chết cả hai đều đồng loạt quay trở lại. Mai Văn Thái đã hồi sinh con bài thương lượng. Rất tốt, đó là một tình huống phản đoán rất tốt của Mai Văn Thai. Chúng dây con bay Mega Ảnh Đế. Yui Dai muốn kết thúc trận đấu chăng? Liệu có được không? Bảy ngã tích, một pha lực cao hoàng ngọc của Mai Văn Thái thưa các bạn. Chúng ta xem lại ở phía nhân vật Mai Văn Thái nhé. Một trận chiến rất tuyệt vời giữa hai con ba quỷ. Ban đầu thì chúng ta cứ nghĩ là Yuki Yudai đang có rất nhiều lợi thế, nhưng là đúng là với những con bài một sao mà anh tất có thể lên đến 7.000-8.000 thì chỉ cần chủ quan một sai lầm nhỏ sẽ dẫn đến thất bại. Khi mà chiến đấu với những con bài quý này thì các bạn cần phải lưu ý, nó chỉ có một sao, nghĩa rằng nó có thể tiêu hồi ngay lập tức và anh tất của nó qua cuối game nó rất khủng khiếp. Hồi sinh con bài thăng lửa. Bên Yuki Yudai cũng sống dậy con bài Mega Monad, Mega Ảnh Đế. Đây chính là tình huống quyết định. Có vẻ như là Mai Văn Thái đã sử dụng kỹ năng đặc biệt của con bài công chúa kia để gọi ra đặc biệt con bài quỷ vương. Các bạn xem lại tình huống đấy nhá. Tình huống này là mình cũng không hiểu rõ là với chức năng của con bài nào, nhưng là Mai Văn Thái đã triệu hồi đặc biệt con bài quỷ vương từ mồ lên. 7.000 tích không thể nào đỡ được. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem nha. Vừa rồi chúng ta đã cùng chứng kiến một trận đấu rất hấp dẫn giữa hai con ba quỷ vương. Hãy like, subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ mình cũng như giúp mình có thêm những động lực làm những video khác. Xin chào tất cả các bạn nha.